Rồi thì kịp cắp rồi chứ. Mấy bố con cháu xin chào nhá nhá. Chào nhá. Chào cả nhà, chuyến đi mới nha. Chuyến đi mới nha. Hôm nay có ba, đặc biệt thì có ông anh Nhân. Anh Nhân ở Bình Thuận ra đi trải nghiệm cùng mấy bố con này. Từ chỗ Nhân mà ra đây là bao nhiêu cây anh? 400 cây. 400 cây hơn? 400 cây. Ờ xa chứ. Vòng. Tính lạc đường luôn. Tính lạc đường rồi. Ờ. Tôi chạy vòng biết lạc đường á. Chạy hỏi thăm đường. Thôi chẳng 400 cây. Ờ chơi vậy 400 cây ơi. Ừ. Sớm giờ làm trại mệt không anh? Mệt chứ. Mấy cái hồ đi, mà không biết mệt. Đi trải nghiệm cho nó đúng không? Thoải mái chứ. Đó, mình mệt rồi giờ em cho anh cơm rồi thịt nướng của anh theo này. Ừ anh mang ra cái loại thịt nướng ướp sẵn rồi nha, ướp sẵn từ nhà, từ Bình Thuận đem ra luôn á. Ủa, điện thoại không? Chỗ này có sóng có mạng bốn rồi luôn, thao hồ nước tiktok thoải mái. Mấy con của cháu đang chuẩn bị cơm sớ 3 giờ chiều mà bài kém không? Bài kém không? Lỗi cả nhà nha, nó trời nó nóng quá rồi. Anh em xin phép ở trăng hơn. Ở trăng xíu. Đâu quá xíu à? Đây cơm trưa đây là cái con hàu sữa nha, hàu sữa anh Thủy ảnh mang lên này. Dạ cái cơm trưa hai món. Hàu sữa nấu con chua. Chua là giang. Như là thịt heo nướng ba chỉ. Rồi nấu đói mà một xíu đấy. Xíu không? Đi nghiêng lên nghiêng xuống. Nghiêng. Ớt chát chết chết. Chưa có gì nha, ớt vậy. Nè. Rồi nấu. Đi. Rồi, dỡ ra. Vô. Ở bếp chính vô. Vô hành. Chết được rồi. Dạ, đói ăn cơm luôn ngon. Đúng rồi. Ủa cái ngay 30 phút nãy ngang. Dạ. Mấy cái ớt được rồi. Đấy. Ớt chín đúng không? Ớt là vậy nhiều quá. Đi trải nghiệm rồi mới biết mấy anh em thợ núi cực khổ như thế nào. Chứ lúc mấy cô dì chú bác rồi anh em rồi coi cái kênh thợ núi là thấy rồi. Chỉ có thấy vậy chứ không phải vậy, chứ đi trải nghiệm vô rồi mới thấy được. Cực lắm, chứ không phải đơn giản đâu nha. Chắc ăn 100%. Thật lòng nha. Thật lòng. Ồ. Nhiều bắp luôn. Chắc nhiều bắp. Chín rồi. Ok. Xong nướng lại gì phải không? Nướng gì còn ở bên đây. Ui luôn nè. Đây được gì? Rồi cơm hơi khô nè. Cơm hơi cháy nè. Rồi mấy chú cháu mời cả nhà ăn cơm nha. Mời nhà ăn cơm nha. Rồi con cháu mời nhà ăn cơm luôn nha. Mời nhà ăn cơm. Cho con đưa con bắn cho chút. Bỏ đây nè. Không thấy chín đâu. Cái này non ngon không? Ngon không? Lần đầu tiên ăn cái mắm này. Lộn cái muối mà. Nó bỏ. Có bỏ lá dừa rùa. Nó rất là thơm nha. Hay ha. Hồi giờ anh chưa ăn hả? Chưa ăn. Bỏ cái lá dừa rùa giả chung thì nó rất là thơm. Ngon. Đúng hả? Ừ. Gì đâu anh ăn muối không em? Ngon. Muối thì đem em. Ờ, dạ muối ớt không à. Cũng có lấy dùng nó xong. Ngon không? Ừ, ngon. Ngon vậy anh cứ ăn muối không? Dễ gì? Bây giờ sao? Dễ bị lừa hả? Ừ. Ừ. Sao tự nhiên nó ngon vậy không? Ngon quá. Ngon cách gì đâu trời. Ừ. Rồi đói. Đói. Đói với lợn nó là anh dạ, kiểu vậy. Không mà lên mấy chỗ như vậy ăn cũng ngon, mình đừng rồi. Ở nhà mình nha, mình đừng ăn còn một chỗ. Dạ như bên ấy mình ăn chỗ đây mà thay đậu chỗ khác. Ừ. Nó không ngon điều, em nói thiệt hả chứ? Thay đậu không thấy không? Cứ thay đậu chỗ này chỗ kia vậy, nó không ngon rồi. Với to dữ. Mạnh đấy chú, mạnh đấy. Mạnh luôn.
bây giờ quan trọng là cái này. Quan trọng là mấy bà ở nhà, mấy bà có cho đi ăn cái kiểu đó không ấy chứ. Ngon. Ngon vậy mấy. Cái này thì to. Chú uống bên, còn bên này. Đúng chưa? Nè, chín rồi. Đâu? Đấy, lầm ngon cái xong rồi. 4:30 chiều rồi nha. Giờ bố con được cháu đầu đi rình gà. Giờ chia ba hướng đi. Ừ, bây giờ là anh Nhân là ông ba mình thì đi ba hướng này nha. Mình thì chung là ba hướng, nói chung ba hướng. Rồi thì có mình gọi nhau là tung điểm rồi đấy. Ok rồi, chúc ông ba là anh Nhân may mắn nha. Rồi. Ui, nó đó hả? Ừ, gì không? Mùa này gà nó chắc mình nghĩ là nó không gáy đâu. Lần cây thôi, chủ yếu nghe nó lên cây nó tác là lần cây nó rọt. Nắng ráo thiệt vậy. Nếu mà gáy là tầm khoảng tháng 11. Ừ, tháng 11 là lên. Nè. Rồi là làm gì? Mới nghe thì còn lại là bọn ảnh thì rình nghe một chỗ nó tát nhưng mà anh chạy không kịp, nó sao quá anh vô tiết cái đám sáng này rồi, mà bên mình thì còn không nghe đồng tính gì hết, không nghe tục tác luôn nè. Ừ, không nghe tục tác, không nghe lên cây luôn mà. Chiều vậy ha ông ơ, chắc mới điện cho ba mình rồi chụp cũng không có nghĩa không hiểu ạ. Đây cá hả anh? Cá nè. Đâu? Mất rồi. Wow, tôm ấy. Tôm nè. Tôm à, em tính thử nè, coi. 1, 2 nè. 1, 2, 3 nè. Cá nè. Tôm nè. Ô, chú sao nhiều lắm. Tôm nhiều, lũ bù đó. Tôm, tôm chú nhiều. 2, 4, 6. Chú, cho chú lũ bù đó này. 8. Chú, đây nè. Chú. Cá lóc nữa. Món cá lóc chú mà hả? Lóc suối. Lóc suối. Wow, tôm đi. Hai con lận. Tôm đây làm gỏi nhanh lên, ngon lắm anh. Đây nè, bắt ra lại nè. Tôm ra lại đây. Ô kìa, bà kia chiều lên nè. Đó, cá đó. Bà kia chia. Tôm đây được nhiều trước là ngon ạ. Làm gỏi. Gỏi. Làm gỏi chuối. Gỏi chuối ngon lắm. Hôm nay nói chung là cũng không lên được gà này. Rồi thì mấy con cháu là cũng có mau vậy. Có mau liền. Tự chớ. Em gọi đây mình làm giống như vậy đi ngủ đi. Ngon. Để mỏi nè. Để mỏi. Nhiều. Màu đây bắt rượu lắm nha. Ừ, bắt rượu lắm á. Thịt heo này chắc mình kho lại cho nó khỏi hư. Mày anh cười. Qua hồi nãy vô anh Nhân anh lò mò vô đây chắc cũng được á. Trên chục con á. Trên chục con, mười mấy con á. Ba, bốn, mười mấy con trong này rồi chắc rồi mình cho nước chanh vô, cho nước chanh vào ngâm cho nó dạng như tiệt trùng đi, bỏ vô cái gỏi luôn. Xúc lên nhé. Ủa đấy đâu, bắt đầu nhảy đi. Tăng tiếp nhảy. Trốn đó nắp, trốn đó. Đó. Chết liền đi. Chết liền giờ chết mà. Nuốt miếng ợt luôn anh không? Chú. Chứ chịu nói. Thứ gì chịu nấu. Dưới ao đây. Ao suối đây. Ao suối đây chú. Tiếp suối này thôi. Coi nó. Đổ mình rồi nè. Đổ mình rồi. Con cháu mình cũng mơ nha. Nhậu vậy á. Dạ. Gọi vậy thôi chứ hết đúng không? Mày nhậu rượu ơi. Con không có nha. Có mình nhậu hơi nhiều, không có nhậu đâu chú. Chúc mừng, chúc mừng. Bụng cháu mà giờ đây làm chút rượu lên. Phục hồi là mấy cháu trưng cảnh đá miêm gì đây. Trưng đá miêm. Trưng đá miêm hả? Trưng cảnh ớt rồi chà. Trưng đá miêm. Ừ, làm kẹp con tôm luôn anh. Phải kẹp con tôm vô. Đó. Vô. Ôi thôi.
Ui, rất đuổi ra. Số 1 em rất là đây này. Sao ấy, nó giòn. Giòn hơn. Con này nó có con que que này. Nó rất là giòn. Hay ta. Con que que này thấy không? Con sống hả không? Lụm luôn này. Lụm chứ cái này nó đâu có máu đâu. Mà. Tôm suối này sạch lắm. Suối nó sạch mà. Bà nha anh nha. Tôm tôm ghép này vô gan này. Giòn ấy. Giòn. Ăn nó giòn giòn tan ha. Được rồi. Ngon. Thử đi. Trời ngon mà. Ngon. Mà anh là gõ hoa chuối á. Thử. Đúng rồi. Ngon chú. Cái đó là nó phải đi kèm cho hoa chuối. Cái mùi tôm tôm là. Tiếp tép nữa. Ê. Đây caramel. Bỏ đây anh, bỏ đây vô người nó. Trời là ngon. Đấy con gõ ve ve. Con gõ ve luôn. Ăn tôm không nó mới cảm nhận được. Nó giòn. Nó giòn, nó ngọt ấy. Còn tôm không ấy. Nó ngọt. Cho kem vô gan rồi nó mất. Nhai nó giòn giòn rụm 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 luôn đã. Theo. Ngon. Được không? Được. Tép. Vô. Vô. Vô con vô cái. Vô cái. Hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý. Vô. Mời. À da. Mời ạ. Dạ. Mạnh vô, anh Nhân mạnh vô, anh Nam mạnh vô, tao ngủ thì ngon. Một món vô gan này anh Nhân ăn lần nào cho? Cũng chưa ăn. Cũng chưa ăn luôn. Vô leo được chứ mà. Vô gan chưa ăn? Chưa. Vô gan không chưa ăn. Có vô leo. Và trong con là vô leo với lại xoài. Rồi mấy nữa là xé cá khô trộn vô. Vô gan nó giòn hơn vô leo mà. Vô gan nó giòn hơn. Mà thấm tháp mà. Ngon hay? Ngon. Ừ, bà. Trong giá vậy ngon. 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 Chết người ta chứ giỡn tao đâu. Thấy không? Đồ con đó là bự nhất luôn á. Ăn không nó mới có cảm nhận. Ăn không ấy. Nghe mùi tôm. Giòn giòn sụt 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 sụt. Ăn tôm nghe mùi tôm. Con nhảy. Mùi tôm á. Nhảy tôm á. Dạ. Tôm, tôm nhảy. Đấy đây con nhảy rồi. Nó con bún rồi. Tôm nhảy. Chắc cũng được có 20 con hả? Không có anh. Ngọt. Gần 20 à? Anh ơi, anh ơi. Nhiều chưa? Lên nhiều gơ chưa? Mình về mình dặm lại chứ. Dọn lại 2-3 bữa mình mới ăn chứ. Cho nó ấy ra hết chứ. Tại vì cái thuốc đó là làm cho nó ngợp. Còn có nhiều người nó đánh bằng cái thuốc sốt rét lại bát xa là đánh tiệt chủng á. Đánh nổ mắt luôn mà. Tôm đánh nổ mắt luôn chết à. Mày anh uống rượu, uống như nước trà không? Húp cái rượu đi rồi ọt không? Anh nói anh uống ly nha. Anh Nhân anh ít uống rượu lắm nha. Uống ly màu à. Không biết à. Hóp à. Ly cũng biết. Ly cũng biết à. Anh nói anh uống một ly à. Không. Ly cũng biết à. Giờ anh mở coi video này nó kêu. Ở nhà đâu thấy uống rượu uống bia ta. Sao không lên đây uống rượu uống bia rồi. Ngon lành á. Ngon á. Rồi chút xíu nữa cái mặt đỏ kè lên. Bà chị nha cả nhậu không? Không giờ anh uống được. Ngon má, chắc ngon má. Giờ anh uống được, nhưng mà anh đã uống được. Lấy nhiêu mà. Rượu nó uống nóng không? Nóng ngư hả? Nóng à. Uống rượu, rượu, rượu nóng à. Đỏ ngư hơn. Anh uống, tính ra anh uống chút mấy hơn. Chút à. Cỡ ly nước trà vậy mấy ta? Cỡ ly nước trà hả? Dễ đâu. Mặc đồ đỏ kia hả đấy? Máu nó chịu, nó đỏ lên á. Ừ vậy thôi chứ giờ sao? Rồi đánh răng, lông dợn. Lông dợn. Rồi giờ mấy bố con chắc cũng xin tạm dừng. Cái gì qua ngày mai quay tiếp nha nha. Chúng nhà ngủ thật ngon nha. Cái nhà ngủ ngon nha. Bà nha, chúng nhà ngủ ngon. Giờ mấy niềm mấy chú cháu mình chạy không. Long dẫn. Mơ mang một tin luôn này. Long dẫn. Con nó chứ chiều mấy vậy vậy. Giờ chiều 6 chút. Em bị tơ ngồi đi cốt. Đáng máu không được. Đáng máu à. Nó có 400-500 nghìn ký á. Đó rồi giờ nó chùi nó lên. Chào á. Chào cả nhà buổi sáng uống nước tre rồi chứ. Chào cả nhà nha. Rồi mấy con chào cả nhà buổi sáng ngày mới này. Quá cùng rồi đó hả? Sao cùng chứ. Cái gì cũng cùng chứ. Mời nha, tất đeo buổi sáng nha. Mời nha, tất đeo nóng rồi. Chắc hôm nay anh em mình dậy sớm nhất á. Không,
rồi có nằm vậy phá quá cào sột 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 chứ không gặp hai anh em là đóng hay 8 giờ mới dậy lận. Ừ. Cào sột 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 ngủ được chết mà không cái mùa đi ông vậy sớm nhất đúng không, mùa đó là phải tranh thủ dậy nấu ăn nấu uống để mà cho giờ. Giờ là mình đang đi du lịch nè, mình đang đi du lịch ở trên núi mà mình từ từ bình tĩnh đi. Gì báo 4 giờ dậy cột cạt cạt không nôn dữ không? Không phải nôn mà chứ. Sáng nay trời âm u không? Mát mát, đánh cút cũng ngon ạ. Trời này đi là còn không sợ mệt. Không sợ anh em mình nè. Mấy chú cháu mình ở đây không có thịt rừng chờ nắng bọc mình nối lại gì cũng được. Vậy thôi. Chú mày vô mùa nấu. Ngày tháng nào một ngày có anh gì, anh gì ở Sài Gòn? Anh Phúc mà ví dụ như mà em ra đây cái kiểu này mà em mớm như anh luôn rồi chắc anh thấy mình quá đen quá đen thiệt đâu. Anh Phúc cũng có ghe rồi chứ nhưng mà ít cũng được một con tính mà đến tính ra một năm như quá. Năm anh Phúc ra đây tới hai ba lần liền mà chỉ như vậy thì cũng quá ít ít quá không. Ví dụ như anh một lần thì không sao, anh một năm anh ra hai ba lần mà trong khi đó anh theo dõi mấy kênh của mấy anh em là nhiều hơn rồi. À, không nhưng mà anh Phúc còn đen à? Đen, anh Phúc đen. Nói kiểu đó anh Phúc nghe được kêu đen kêu sao? Chiếc này là... Thì nói kiểu này cho coi chừng rồi. Anh đen hả? Anh đen cho sao có cây rồi có khu xanh rồi anh ở anh với rồi. Thế nào anh đen hả? Được đây ra ăn được con gà. Đi là mấy khu xanh. Con gà là hai ba con khu xanh đi. Lên được, lên được. Bây giờ mình đi, đi kiếm đồ ăn ngay. Xanh bồi, xanh bồi. Xanh bồi rừng. Có rừng. Mấy con à, tụi cháu mình à, bắt đầu đi đi đánh cúc rồi nha. Vừa ra khỏi trại bắt đầu mưa liền rồi nha. À, chà. Con nhìn thấy. À, cuốc ấy. À, cuốc lũi rồi nha. Vừa ra tới cái bãi sáng nay đỡ đi đánh cút lắm. Mệt là mưa to nha, chắc lại không đá kia mình trú thôi. Woo! Trú mưa nhăn ơi, chứ mưa to đâu. Ước mình hết á. Anh Thuy ảnh đi rào rào tiếp cái đa nha. Còn anh Nhân thì ảnh trú ở dưới kia. Ba mình mới nhận được một con cúc mái á. Này đang mưa nên cũng không quay được rồi nha. Mới bắt được một con cúc mái rồi, ba mình đi rảo mấy đám sáng bắt thêm rồi nha. Anh thì ảnh kiếm được bảy con gà cồ á, bảy cái trái hồ chuối rừng, đồ chói là chói luôn. Tụi này có món hồ chuối không? Hồ chuối bảy món. Vô dâu này. Vô dâu này. Nghe em cũng đĩa không? Đĩa, có trứng. Trứng một con nữa mà không ra là không ra ngay á. Cái con sau có trứng á. Không phải luôn rồi, chừng gian luôn rồi. Còn đây đi qua thấy keo không thâu hoặc lại. Dầu dò luôn không? Dầu dò cái dầu cũng bộ qua lò xe lò cho một đấy. Nó biết rồi. Sớm có ông anh ghé vô trại nha, lên bẫy á. Nó chuyển cũng lâu lắm á.
quên cả cơm nước. Quên cơm nước luôn, anh em rừng núi rừng mà gặp lại vui lắm chứ, nói chuyện rồi bàn bạc đồ vui lắm. Sáng nay chắc mời ảnh lại dùng cơm luôn, cơm trưa luôn. Trưa nay 21 anh thôi. Cúc cúc nấu lá giang hơn. Cúc nấu lá giang với gà xé. Gà cồ xé trộn với anh hay. Gà cồ xé với lại da heo. Thịt heo chứ. Thịt heo trộn vô đó. Thịt heo chứ. Bớt trưởng đó. Ừ, thịt heo đâu? Ở đây ngồi có. Wow, thịt con anh vẽ bỏ. Dở nè. Dở đây. Một con luôn nè. Lá giang nè. Ba mình vừa được con cúc nữa, ba con ạ. Nhân như thế à. Còn đâu? Dơ con dơ. Bốn này nữa nha. Đồ dơ. Để nó rồi nè. Cái sáng cơm cũng chín rồi. Mời anh lại ăn cơm luôn. Mấy anh em luôn vui. Vui. Cô con. Rừng núi mà. Anh em mình gặp nhau rừng vui lắm mà. Thế mà anh không uống rượu ấy. Anh không có uống rượu. Anh bỏ 7 tháng không? Ờ. Mấy bà con mở nhà ăn cơm trưa luôn ơi. Mở nhà ăn cơm trưa nha. Đây. Nhà ăn cơm trưa ơi. Cúc qua. Cúc qua, phong cúc. Anh ăn cơm ơi. Ờ. Cứ ăn cái ai. Đúng rồi, anh uống rượu anh ăn cơm anh tự nhiên ơi. Trời ơi. Có gì đâu. Gì đâu mà. Em 400 cây số mới ra đây. Anh cũng mừng bộ á. Thôi ăn cơm ơi. Có mấy ăn cơm cho ông anh đừng ăn luôn nè. Ăn luôn. Nói chút nữa ăn lùi chứ đó quá đó. Quá giò. Ok. Bất trưởng mà. Bất trưởng. Ngon. Ăn anh. Bất chắc mày một. Đầu bếp ngang sao anh? Mở nhà hàng ra lụm vô luôn á. Ghê đây, ngon. Ngồi mày sao cây nhỏ xíu xíu ơi. Nó rập á. Nó không lớn. Đất khen. Tốt. Cái kiểu này bắt đầu cái vợ nó coi được cái video nó kêu chụp. Ăn ngon ăn nghe cái đuôi cục ấy. Nhiều vậy vậy cho một cái được cái chưa còn mà còn ức nữa mà còn ức đây rồi đây mà à. Đúng rồi đây cô câu nè mình anh vèo đây đi anh vèo ơi hai mệt quá này anh đi dây mà là thi này anh thi có đâu hả có không thì thôi mình vô nè vô nè vô vô hả vô vô rượu vô rượu cho sao vô đây nè hợp lý hợp lý hợp lý vô nặng quá nặng quá sao quên bài quên vở cho quên bao giờ vô nghẹt thở vô màu nè vô màu nè vô màu rồi vô màu ơi thoải mái ơi trời ơi hai bên kẹp vô chứ vừa ấy chắc chết không ngọt lắm nè thật đâu đồ rừng nó khác không rừng là ngon nhà dài ngon chút bại chứ chú vợ nó coi được cái này kêu chú ông sung sướng không á chấm ngập mồm vô nè đó thêm đi đó thêm đi đó hâu dầu quá cúc này hâu dầu quá thôi anh làm à hả hâu dầu hả hâu dầu nào hâu nai chứ hôm nay hai nâu anh Vì chưa hết mặt này là cái cha anh cũng đó mà anh cũng đâu cũng rượu đâu mà anh cũng ít nhậu máu không chịu mẹ máu không chịu cái đây nó vẫn ngọt luôn ạ là nữa mạnh vô nha anh nha cơm nhiều nha tự nhiên anh ơi tự nhiên anh tự nhiên lấy ngại ngùng gì thoải mái chắc là sao quen nhá đúng không đừng muốn anh gặp em cũng như em gặp đấy bà chú cháu mấy lần đầu tiên em ra em gặp rồi vô kẻ tình thương mến thương hiếu khách quý vô làm tới chứ ngại vậy á em thu phí luôn ạ thu phí luôn thu vào thu luôn ôi sao lộ bác đây bác cái chén nữa không thì cái này cái bác chứ còn cái gì hai đây no à hai đó là em cứ người làm hai cái là được thịt cho con ngọt lớn luôn ạ ngọt mà tè tè luôn ạ. Cái gì? Cái thịt đỏ giống cái thịt bằm mắm này. Nó như bằm mắm ấy nữa. Như thịt muối á. Nó dạng muối á, đỏ đỏ vậy. Thấy không? Mà ra cái ăn bắt đầu cái là nhớ liền. Phải biết sao cố tình làm cái kiểu về cho ăn không được mà. Cho chuột được. Thì đây chắc là rậm mắm hay không? Mắm á. Ướp á. Ở trong em mà nói chung là hay ăn nó cái gì nó cũng hơi. Rồi sao có lại đem ra ngọt đó. Trong vườn đây cho mình. Lòng dành cho
ông anh là ông chú đây tối hôm vậy 4 giờ sáng vậy anh rồi chén anh đâu nước chứ cũng hiểu á. À, anh Nhân thì anh long gió nó, còn ba mình thì cũng long gió nhưng mà chưa nằm còn ngủ thuốc. Còn Nhân kéo mông luôn không kéo mông cái rột luôn hả? Rột đâu. Còn ông anh đi rừng thì ông cũng mới về nhà nha, mới về chắc mà ông lên đây thăm bảy rồi. Anh thấy ở trên kia hai tổ ong nữa, chắc mà lần đất tìm tàng xuống mình em nhậu chơi nhậu ong á. Anh thấy tụi mình ở đây anh vui anh ghé à, ghé nói chuyện biết à ngon mà từ hôm mưa vô mà tối giờ luôn đấy. À, giờ anh cũng fan cơ đó, anh cũng xem video của mấy em biết mà hôm mưa giờ đó giờ luôn á. Dạ thì lúc mà vô đó gặp ông xuống luôn, vừa vô là gặp ông xuống luôn mà. Giờ tạm thời mình nghỉ xíu không phải chiều lên gà. Mình lấy em đi trước nha. Ok chú em ăn nha. Mình đi ăn đêm tiếp. Chính trị điểm vừa đẹp không? Cái mùa này mấy con ong nó lấy mật từ hoa sinh chi này nhiều. Mùa này hoa sinh chi nở nhiều hơn nhiều. Giờ 4 giờ chiều. Con cháu mình tiếp tục đi lên gà ngủ nữa nha, lên cây ngủ. Ở trên cây này có một tổ ong rồi nha. Tổ này khả năng nó mới về là người cắn hay sao á. Đó, một tổ nha. Hôm nay em ở vài hộp xem như thế nào. Năm rưỡi chiều rồi cả nhà ơi. Mà giờ đây không có gì đây thì thôi chứ. Cái gì ta? Mất điện cho anh Thi cũng nói rớt vớt luôn à. Không có gì hết. Hiện tại thì bố con một cháu mình lại đi điểm hôm qua. Hôm qua anh Thi anh đánh gà bên này không được gà nhưng mà anh có thấy được mấy con cu ngủ dưới lùm kia này. Giờ lại rõ thử xem nó có ngủ lại không. Anh Thi thì nói chung là cũng không rình được gà nhá. Tình này gà hơi thưa. Nếu mà tối nay không có thì chắc là mai di chuyển thôi. Đêm còn hơi sáng này. Ôi trời 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 trời. Quạt đèn lên đây cho nó thấu. Cho thấu nó im. Đợi cho mình bao quá nè. Con này hơi nhát. Ôi trời 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 trời. Hôm qua ngủ từ nay mà giờ hôm nay chắc cái di chuyển chỗ khác rồi chứ. Không có. Lại một đêm thất bại nữa rồi. Wow, mưa to nữa. Wow, to. Đây. Ây da. Hơn quá. Vừa to vừa trái luôn. Còn củi vô không? Củi vô không? Mấy con vừa phải trái thì mưa to luôn rồi nha. Hơn quá trời mưa luôn. Hơn là vừa kịp anh nhé. Vừa kịp. Xếp nhà mưa thì muốn nấu cơm cũng ngớt mưa luôn. Cơm còn chín luôn rồi mà. Xếp giờ là cái ấy làm cái trại lại cho mấy tầm bạc cũng lũng. Không nhiều giọt nhiều giọt. Tối hôm nay chắc cũng ăn hoa chuối với lại. À được cái con ấp muối nha, lên đường về ấp bánh tém đường con ấp muối. Con này cũng béo mỡ. Chị chém ớt hay tắm ấp muối dưới tầm. Ừ. Chắc cũng qua ngày mai con di chuyển vô cái chỗ cũ, nó chân trước mà này mở này. Chỗ đó thì cũng con gà. Chỗ mới làm trại hơi lâu quá.
cơm tối rồi nha, cơm tối với canh mì tôm nó gian với lại cái có chú luộc kè vậy thôi chưa hết đúng không. Cái món này là nó bén có lắm, con này mở khiếp giờ hết chứ. Nãy tao mổ cái bụng ra cho nó nhanh chín không. Một xanh đỡ về nó luôn. Mời nha rồi, cơm tấu rồi, làm đẹp rồi, làm đẹp rồi cái nha. Cầm đẹp luôn cái. Thôi mời nha, nha dùng bữa cơm luôn nha. Ăn liên tục nha, chứ giờ thì sao. Rồi. Cũng đi kiếm đồ ăn mà không có ấy. Rồi, mời nha uống rượu nha. Uống rượu là hồ quả trái cây. Hồ quả trái cây thôi vậy. Mời thuộc địa đây làm chút rượu cho vui vẻ luôn nữa. Kể đó. Năm có màu cho mình cho chung hồ quả chứ. Ừ vậy. Còn nó giỡn chứ chia đều ra chứ. Không, anh ơi, hồi giờ tụi em cũng chưa ăn còn đây. Do anh nó dân anh cũng ăn con này rồi em hiểu anh được em bán cái này bán anh ăn hay không anh em cũng chưa ăn với chăm cho muối cho mắm cái này cũng được cho muối anh cho muối nó hợp hơn cho sao con về cái mắm bảy rồi sao nó cỡ sao muối làm sao để vậy nước mắm lột lên à con uống cho mấy đâu mà thường mà đây mình còn có thịt đây kiểu mày mà gì à chết rau đáy lộn nữa đấy rau lộn nữa sao phải lộn vậy cái chén rượu mà đem rót canh vô không thâu xong thâu xong có rồi sáng đổ chứ sao ngon lên gì nữa sao thế bữa nay lộn không vậy ta được chén ba bố có ba bữa nay sao lộn vậy ta chết rồi. Đây cơm bó luôn cho đây cơm lên cơm lên lên cơm rồi bây giờ có thịt đâu vậy đây cũng có gì mà kể nó chứ. Đó, cũng cả chim nồi vậy nha. Đó, rồi, thì anh bó luôn này. Rồi, em. Hả? Em. Rồi, mình còn mà hơn. Buồn vừa hơn. Rồi, mình bó luôn này. Không buồn gì hả? Chưa buồn gì mấy. Chưa buồn gì mấy đó. Bình tĩnh đấy. Sao thế hả? Hình như nó bị lộn tay á. Ngon ngon á. Hào cơm là hào trường hợp mới đó. Mùi chua chín không? Chín chứ. Wow. Để đó không? Ngon quá. Ngon thật lòng nha. Nhiều lúc đơn giản mà hiệu quả. Đúng không? Nó ngon anh, nó ngon lắm. Nói giận như thế này nó mới hao cơm được anh. Có mà anh mà coi như em là con là nó hao thịt lắm. Chứ nó không hao cơm. Về còn nguyên gạo mà hả? Sao mấy anh Trung yên ổn đúng không? Nhưng mà không. Lúc nào cũng hiếp nó hết. Bây giờ về mấy anh tập kết lại mấy anh điểm danh chỉ số thiếu nhiều quân nhiều quá xong bắt đầu đi kiếm à. Chiến này đổ xô nhau đi kiếm nhá. Đưa đoàn quân sự xuống cứu trợ kiếm nhá. Cái mấy con tạm cho người gieo nha. Có gì qua ngày mai di dời chỗ khác rồi. Mấy con người tiếp tục nha. Mai cháu mình chuyển qua hướng khác này, hướng này nó thiệt thưa quá thưa. Thưa quá. Có hai cảnh này thưa quá thưa. Sửa sơ quá sửa sơ. Mà rồi chú hướng dày dày chút quá. Mà con chung nha ngủ thật ngon nha. Bye bye nha nghe, chúc nha ngủ ngon nha. Xin chúc quá nha ngủ thật giờ ngon nha. Mấy chú cháu mình long dớn. Long dớn, long dớn. Thôi bây giờ. Hả? Xin phép mình đi trước. Ừ, anh đi trước đi. Đi đâu? Phát tiếng. Đi lên giọng với đâu. Phụ giọng rồi.